hết, không có ăn hết bữa gì, rỗ luôn à. Tôi mà hái mà để lại thôi cho mấy đứa dầm đường không ăn, dầm đường không ăn. Mà không Huệ biết không, cái em cái gì quên rồi hả, ta đưa cho anh hết. Bữa mới đưa cho anh một cái trăm nhiều trái dễ sợ mà. Trái cũng chặt bên đây hết rồi anh Huệ ơi. Bữa trước u trà quỳ bữa trước mà thấy mỡ lên bụng dễ sợ mà thấy nó vui. Bây giờ không, bây giờ nó lên gì rồi nó tàn ở đây Huệ kìa. Ừ. Nó đâu có mới được lượt lâu. Đây là nó hết rồi này. Hết trái nó nhiều lắm rồi. Nhiều trái lắm rồi. Đừng làm cho nó hết. Chanh chanh ra quanh năm rồi kìa. Ừ. Có cái chanh này nhà mình dùng được rảnh mà. Ừ, mình đâu có cần mua bún gì đâu, quanh năm hết. Trồng trời ơi đã khởi kìa. Nó đặc biệt tốt kìa. Ừ. Cái gì nó cũng tốt hết trơn á. Hoàng Nhung ti chặt tay không có ai ăn được đâu. Nó riêng quá nè. Chặt cho con mẹ làm rượu mới cho đem ra. Đeo họ còn ba cây mới chặt mới đem ra, quay trên chặt đem ra cho ông Trang à. Chặt cái bọc bữa con Huệ đem ra, con đem ra quậy á. Bữa chặt bốn cây, chặt cái khúc bỏ vô thùng nó đem đi trong bì á. Quan Phi chặt một cây kìa, cây này nó ăn khúc còn nó bỏ thôi. Cây xoài xấu xấu chứ mày muốn trái gì lắm đó Huệ nè. Vậy hả? Ừ. Ngọt má. Có ngọt không? Xoài ngọt không? Ngọt, chín là ngọt lắm, ngọt thanh lận. Rồi cứ ăn cây nào, kia ăn cây trái to như cây đủ. Mía hả? Có, nó chặt miếng ăn hết, nó có gì đó đâu. Uống. Cái gì? Má, mấy cây sầu riêng đó mà. Ừ, sầu riêng bữa trước trái mất nhiều, bữa trước trái. Hờ. Để cái đứa nào quay hết trơn rồi, đứa nào về. Rồi cái chôm chôm đâu rồi? Chôm đó. Chôm đi nè, cái đây cái mắng cầu. Cái mắng cầu sao mà trái mà tán khô hết trơn rồi má. Ừ, không biết nó bị thuốc hay bị mình không bơm thuốc hay sao. Cái sầu riêng này cái chín chôm một trái từ bữa hôm trái kiểu cành cây bữa mi leo này. Con cái mười leo lên hả? Ừ, bữa mi mười leo. À, còn một con mà ít. Tụi con đâu nhiều lắm, nhiều lắm. Nhiều mình nhà cũng ai ăn mặn, ai ăn mấy sản. Cây thuốc cứu vậy. Ừ. Có cây đó nên nó hai kèm chùm trái. Sầu riêng như là có trái hết rồi nè. Ừ. Mấy cây sầu riêng trái kiểu luôn. Mấy cây sầu riêng niềm đó. Nhờ trời. Panic 1 năm này. Năm. Hai năm. Ừ, cây đu đủ có chiếc xi và cũng một trái. Hay. Đất ở đây tốt thì nó sẽ. Vì vườn sướng lắm mùi vườn sướng cây ổi đâu còn ta đi nhà mình không có ai ăn mấy sản không ai ăn hết đụng bỏ hết rồi ta đi ngồi trong cái vườn này mà tao ta giỏi cứ bồn bồn đi bán nổi buổi sáng cũng cỡ 50% nè bồn đi bán rồi quay rau khoai nó bước rồi đừng kêu mấy ăn này rau khoai một trời mua lên rau khoai nó bước lọt gì mà bỏ hết mấy ăn ở hai xong hơi rồi mấy bà khỏe khỏe mình lên chợ bán 50 ngàn mình làm đúng cho những gà đẻ người ta bán mấy chục cái mười mấy cái trứng gà tao mà dùng cái gì la tao quên rồi luôn không cho bán ăn hết kệ nó kệ nó là tái nhiều lắm vậy đó tái nhiều lắm mai mốt mà cái mùi sầu riêng là khoảng tháng 7 mày về là không đẹp lắm. Ừ. Tháng 7 là mùa sầu riêng hả má? Tháng 7 là mùa sầu riêng. Đấy, cái đi là mùa sầu riêng. Vườn nào vườn ấy tiểu cần con ơi. Tiểu cần sầu riêng mà biết mà trồng trong kia nó bán tỷ mấy 2 tỷ.
tiền của nó 2 tỷ mấy đó. Hai cây đu đủ một cái còn dưới cây. Ờ, quê hái cây đu đủ đi ra không? Cậu để hái nó đủ ra ra bỏ con thơ. Má, mua sâu không? À, một cà phê, khi nào thu hoạch một cà phê má? Cái mấy cái sô riêng mấy năm mình về cái nhỏ chí à? Nó nhanh lên à? Mừng cà phê cũng hỏi nè. Má, đã thu hoạch cà phê đó. Năm nay thu hoạch cà phê kia. Tháng nữa, hết tháng này là hái cà phê. Hết tháng này là hái cà phê hết. Ông Bảy, ông Bảy cũng thật dân nhiều. Hết tất cả là hơn 200 cây. Qua cây, dậy xuống lắm người ơi. Trúng mùa. Con nghiệp bữa nay không có trúng mùa. Đi về đây bữa nay là tháng 9 rồi. 8, 9 rồi. Tiêu. Tháng 9 rồi. Cái đồ nó gần tới một cái cây hết trơn. Công viên mới hái à? Công viên mới hái. Hồi đó mày cổ nó lên nó tên này. Mà biết cái tên hồi làm nhà đó. Nó leo lên nó quay xuống chỗ cái vườn. Con đi qua đó. Đấy, đi cái vườn cà phê em đẹp. Còn cái lớp nhỏ nhỏ kia là lớp hàng mẫu trồng sao này. Còn lớp này là lớp con hàng trồng này, hàng mẫu mới trồng sao. Mình đừng dầu gió ướt mình làm gì. Lớp hàng trồng còn lớp cây to là 30 trồng hết. 30 trồng. Hồ 3 trồng hả? Hồ 3 trồng, đây này mấy cây to nè. Thật ra 3 trồng nó cách đây mấy năm rồi. Chết, úi trời, trồng nhiều lắm. Trồng mấy chục cây lần mà chết, không có nước tưới. Từ sau này nếu khoan cái giếng này được thì mới tưới được, nó mới thành thục được những này mấy cây. Còn được mười mấy, 20 cây như vậy nè. Dù còn là mấy cây nhỏ mất. Cây này là năm 20 là có trái hết. Năm này là năm 10. Ăn Tết qua năm 19 vậy hen. Năm 19 thì tới năm 20 là mình về cái ta mấy sầu riêng mình là mấy trăm cây rồi. Có trái hết cây nè. Lớp này lớp hàng mẫu trồng sang rồi. Còn cái lớp là to đây, lớp đây là 30 trồng. Đây hiệp 30 trồng đây mà còn sống hết là 50-60 cây là tiền là tiền. Chừng năm người ta có 20 cây sầu riêng như vậy mà người bán mấy trăm triệu. 20 cây thôi đó. Đây sầu riêng cây đó cũng hàng cũng mới trồng mà mày thấy đấy đất tốt vậy đó, cây đó mới trồng dễ sợ ấy. Quế. Mà trong đấy là như vậy đó. Thôi con này cũng giỏi xem hey. Nè sầu riêng mà trong đấy mình á, thằng lương á trong cái đấy mới mua của con anh, bây giờ sầu riêng gần bằng như vậy. Con anh nhà mình trồng dễ sợ mà. Vườn mình đây này mà lại đây mày đứng này. Mày thấy này. Đi thẳng lẳng lên tới chỗ cái cây mình thấy đó là. Chỗ cái cây mà chọt ra đó. Vườn này lên thẳng tủ mình. Vườn rậm dễ sợ. Trời ơi, vườn này bây giờ biết như cái thất lâu tôi bán cho người ta là tiền. Còn cái này cái bơ phải không? Bơ nó tiền. Đi vô mắt. Đi vô đây hả? Vô vườn hả? Ôi, ở cái chỗ này. Đứng đây.